Đây là nhân vật chính của buổi lễ tiệc hôm nay. Có gì? Hôm nay là sinh nhật lần thứ 56 của chú Thành. Đây là nhân vật chính. Hay đấy. Rồi, đúng rồi. Rồi, nhân vật chính kia rồi rất là cảm ơn. Sinh nhật lần thứ 56. Tôi trân trọng giới thiệu đây là nhân vật chính của buổi tiệc hôm nay. Chú Đàm Hữu Thành 56 tuổi. Bà xã là bà Cầm bà ấy là rất chăm chút đến đây. Đây là hình ảnh đấy. Đâu Thủy đâu con. Đâu đây. Đây là con gái là con thế tử đâu, thế tử đâu nhỉ? Thế tử đâu? Đây đây là bí mật đấy, bí mật đấy vậy. Rồi đẹp trai đấy, là một kiểu ảnh con rể vào đi. Wow. Kiểu ảnh rồi. Rồi đứng đằng sau, cháu đứng đằng sau bố. Rồi nào, 1 2 3 cả nhà cùng vui nào. 1 2 3 tiếp. 1 2 3 rồi. Đây con mèo lớn, con mèo con. Rồi, con, rồi. Đây là con trai mua. À, nè. Cái gì mà ra vậy đấy? Đánh này con trai mua à? Đấy. Ăn đấy. Nhất rồi. Nhất rồi. Nhất rồi. Nhất rồi. Rồi, bố công lên đây. Nào, bây giờ là phần thắp nến sinh nhật của ông Đàm Hữu Thành. Ông đang cầu nguyện cho là gia đình an khang. Rồi, Đàm Xuân Thành. Rồi, xin lỗi quý khán giả. Đây là ông Đàm Xuân Thành, ông đang cầu nguyện cho gia đình được an khang thịnh vượng, làm ăn tấn tới, rồi là sang năm là phát lộc, đầu năm chi giữa, nửa năm chi cuối, đồng ngân đồng chuyến lúc nào cũng đầy nhà. Rồi, xin mời ông. Thêm người. Thêm con thêm của rồi. Một hát đi. Mừng sinh nhật 2 3 2 3 rồi, xin mời cả nhà. Chú Thắng ăn đâu để chú Thắng mua.
bí mật để tạo cảm xúc cho ông Thành. Đây là cái ý tưởng của bà Cầm đấy mà. Nhất nhất phu nhân Cầm đấy. Bà Cầm giữ bí mật để tạo cảm xúc cho ông Thành. Quay từ cái con ông ấy của tâm mình. Các bạn nhau đi Mặc dù đây là sinh nhật lần thứ 56 nhưng mà tôi thấy ông Thành vẫn cứ ngượng ngượng như là cái tuổi 26 ấy. Ông Thành ông rất vui mà rất xúc động. Nhưng mà tôi rất xúc động bởi vì vợ chồng tôi là có một cái may mắn lần này là vào là đầu tiên là được ăn giả này của cô. Không ơi, mấy chén rồi giả thôi.